Giờ các bạn mình đưa cái trang web lên Google Search Console ha. Mình bắt đầu quay. Rồi đâu đó mình sẽ sổ này xuống, mình thêm trang web ở đây. Rồi nhập cái tên miền mình ở đây. Thanh Nga này ha. Đó. Rồi tiếp tục. Đang xác minh sản phẩm. Rồi bây giờ khi mình xác minh sản phẩm tải tiếp về. Rồi sau đó mình đăng nhập vào hosting thanhnga.thanhdientech.com 2.44 đăng nhập vào hosting. Anh nhớ là Thanh Nga này là Thanh Nga này là rồi Thanh Nga ba sư Thanh Nga luôn không Thanh Nga đó rồi đó rồi sau đó là vô chỗ là file manager. Rồi sau đó vô cái chỗ bullet HTML. Rồi sau đó upload cái file nó lên. Upload file lên nha. File này lên. File này nha. File số 1 nè. File số 2 nè. File số 1 nè. Xong. Lên xong rồi mình quay đây mình xác minh ha. Đến sản phẩm là mình xác minh xong. Đó. Rồi tiếp theo mình sẽ đưa cái sơ đồ trang web lên đây luôn. Gửi sơ đồ trang web lên đây ha. Thì mình đăng nhập vô cái trang quản trị nè. User là gì đây? Rồi vô đây ha, vô tới ở đây thì mình sẽ vô phần giá sale tổng quan ha. Rồi sau đó vô tính năng nè, mình kiếm đến cái chỗ là sơ đồ trang web nè, bật đúng không? Rồi bấm vô cái chỗ dấu hỏi này nè, kích hoạt xe map cái sale tạo ra xe map nè, click vô đây mình sẽ thấy được cái xe map nè, xe map ra đúng xe map của mình, là những cái đường link của mình khi mà tạo ở dưới website tự động Google CNS lên mấy chủ Google cho nhanh hơn. Dán được đây. Dán ở đây, đây có Thanh Nga rồi, mình dán thêm cái chủ như sau đó thôi. Gửi sơ đồ trong web lên. Ok. Rồi, đăng này lên. Này mình có không thể tìm nạp nè. Nhưng mà không thể tìm nạp. Khi mà đưa sơ đồ trong web lên nó báo là không tìm nạp được á, thì mình kiểm tra lại. Kiểm tra lại cái chỗ là cài đặt và đọc. Kéo xuống dưới đây là tương tác với công cụ tìm kiếm Google ngăn chặn nè, bỏ cho nghĩa là ngăn chặn có xe demo thường có ngăn chặn các công cụ tìm kiếm tới những cái sản phẩm này. Nhớ bỏ đây, nếu không bỏ đây là mình siêu từ khóa nó sẽ không lên đâu nha. Tương tác với công cụ tìm kiếm nè. Đọc, cài đặt, đọc. Còn nếu tiếng Anh là reading nè. Rồi sau đó nha. Ở dưới đây sẽ có. Ở đây, bỏ chỗ này nha. Rồi lưu lại. Lưu lại là xong qua đây. Cấp 5 này lại đây. 5 này lại. Chưa được rồi nãy chưa. Đó, không phải đọc sơ đồ trong web nè. Rồi sơ đồ trong web lại. Mình phải... lại đây. Giờ nó đợi Google nó mình mới làm á thành công rồi thấy chưa? Đó. Khi mình gỡ cái kia ra, mình gỡ cái chỗ này ra nè, cái chỗ ngăn chặn này ra. Thì mình gửi sơ đồ trong web thì Google mới index được những cái đường link của website mình lên trên Google. Index nghĩa là sao? Nó lấy những cái đường link bài viết mình đưa lên mấy chủ tìm kiếm Google khi người dùng họ search á thì nó mới lên. Thì nó sẽ đưa theo cái dạng sitemap này, những cái gì mình tạo ra sẽ nằm trong cái sơ đồ site này và sẽ đẩy lên Google đây. Nó bảo thành công là được ha. Nó gửi ra. Những cái nó chưa gửi được thì do nãy lý do nãy mình
chưa làm xong nó lên rồi, đọc rồi mình giờ mình đăng bài viết là sẽ lên là cái cách làm như thế nha. Rồi đó là cách mình đưa cái trang web lên Google Search Console và index, đưa cái sitemap lên để index lên Google nha. Mình nhớ lưu ý là mình trước nãy tôi nói là cái chỗ này ngăn chặn nè, nếu có sai demo á thường thường á là người ta ngăn chặn và sau khi người ta chạy thiệt người ta mới mở ra. Rồi tương tự vậy mình sẽ làm từ website của mình ha.